Dạ, Khánh xin chào ông bà, cô chú, chị em và các bạn thân yêu. Bữa nay là ngày cuối cùng của năm đó, thì mấy ngày trước Khánh có đi mua mấy cây mai, mai vàng á, mua được 3 cây, nhưng mà mình mua ở dưới Trà Vinh á thì giá nó cũng rẻ lắm. Mà cái cây thì thấy cũng được rồi, thôi tranh thủ lúc mà mai còn đang rẻ nè, mua về luôn, đặng mai mốt á Khánh trồng ở bên đất mới kế bên. Thì nay Khánh để đây đỡ, lấy về để đây đặng Tết á, mình có bông mình mai mình chơi Tết cho nó có mùa xuân. Rồi vài ngày nữa sau khi ăn Tết xong mấy ông thợ làm trở lại làm hàng rào bên kia xong thì Khánh mới đem qua bên kia Khánh trồng được. Khánh xin mời bà cô chú anh chị cùng coi cây ba cây mai của Khánh nó có dễ thương không nha. Đây, nó đây. Cây thứ nhất, cây này là trong ba cây thì cây này lớn nhất. Cái nụ thì nó được ba lớn vậy rồi nè, nó bự bằng cái đầu đũa của mình rồi đó. Mà cây này nụ nhiều lắm, cây này là nó già nhất, nó bự nhất luôn nè, nó nổi nhiều. Cây này nó bị u á, u nần nần. Mình ở đây thì Khánh nghe người ta kêu bằng mai xù. Mai xù, cây này là xù chải, tại vì nó chải từ trên đọt á, nó chải xuống luôn. À, nó chải trên đây nè, nó chải xuống cây dưới này luôn. Nó xù 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 ra. Hôm nay thì Khánh đem về, cái Khánh sợ là nó trời nắng quá nó bị khô, Khánh hình ra rồi Khánh che bao lại. Rồi giờ dỡ bao ra để tưới nước cho nó. Dưới này nhìn lên, cây này nó cái lùn nó không có cao, hùng lùn mà không cao. Gửi đỡ ở đây mai mốt đem qua bên kia trồng. Bữa nay là nó mới bắt đầu nó nở nè. À, thì cái này là mai năm cánh thôi. Cây phía sau nhà Khánh thì mới nói được 8 cánh, 10 cánh. Cây này có 5 cánh ghi nè. Cây này nụ cũng được thôi chứ không nhiều bằng cái cây hồi nãy. Cây này là cây thứ hai nè. Dỡ bao ra luôn. Dần lên để sợ nó gió nó bay. À, đây là cây thứ hai. Khánh sợ mấy nay là cậu Út cậu sợ trời nắng quá rồi nó héo á, cậu Út mới chặt lá che lại. Bữa nay là nó mới bắt đầu nó nở nè. Thì cái này là mai 5 cánh thôi. Cây phía sau nhà Khánh thì mới nói được 8 cánh, 10 cánh. Cây này có 5 cánh ghi nè. Cây này nụ cũng được thôi chứ không nhiều bằng cái cây hồi nãy. Cây này là cây thứ hai nè. Dỡ bao ra luôn. Dần lên để sợ nó gió nó bay. Đó, đây là cây thứ hai. Khánh sợ mấy nay là cậu Út cậu sợ trời nắng quá rồi nó héo á, cậu Út mới chặt lá che lại.
hồi Khánh tới nước cho nó. Cái mai này là coi như là nó chưa có trổ được gì luôn á, mới trổ có lác đác á, dài bông mà. Cái này tại vì nụ này chắc là sáng mơi trổ. Này là mùng 1 nè, mùng 2 nè, mùng 3, mùng 4, mùng 5, mùng 6. Nói chung là cây này nó được nhiều nụ nè. Nó mình chơi được lâu lâu một chút. Nó già cây rồi. Đất này Khánh đào ở nhà mẹ lên, không phải đào ở nhà mẹ mà là đào ở đất của Khánh ở dưới nhà mẹ. Rồi đất kêu dưỡng Úc mấy ông bằng bùng á, ổng sắn lên, ổng dục lên đó rồi cái là nó khô lại rồi. Rồi Khánh kêu xe á, vô bao, rồi kêu người vô bao rồi chở lên, ổng mới mót trồng nó xuống nè. Cây này thì nó cao hơn cây lúc nãy chút xíu. Năm cánh ghim, không có thêm một cánh nào nữa hết trơn. Bông này hồi sáng nó nở mà chiều cái nó thiếu nước á. Hồi sáng hôm qua này Khánh đâu có tưới nó đâu, nó thiếu nước cái nó bị héo rồi. Bởi vì giờ này Khánh phải tưới thiệt là nhiều nước dưới gốc nó luôn. Cái nụ này là nụ nó bự ghê, bự. Cây này thì nó nở một lượt chừng 2-3 ngày là nó hết bông rồi. Trong ba cây là cây này nó nhỏ nhất luôn. Cây Khánh đang quay nè. Cây này nhỏ nhất mà cái gốc của nó lạ nhất, nó ẹo qua giống như là lạ lắm. Này găng tay được hai găng tay. Đang nấu nồi bánh tét.
Bánh tét này mẹ nấu có 2-3 ký nếp chị Hà, với ở nhà có chuối chín sẵn rồi mẹ gói mẹ nấu luôn.